hướng dẫn tích vỏ hàu. Đây là hàu không đi luộc xong chín rồi, là hàu biển đấy, ngon quá, hàu tự nhiên. Đây là những con tích hiếm nói nha, những con mà luộc chưa tích vỏ thì đây này, con này chưa há miệng này. Chưa há miệng này. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Để mũi dao, để nhỏ nhỏ này. Để mũi dao vào tìm cái chỗ cái miệng móng nhất này. Ủa trời trời, trời nóng nóng quá, nóng nóng quá. Cho muối ra. Đã ra. Rồi ra nó, đặt ra. Rồi xong, đã ăn được rồi đó. Ngon chưa? Ai ăn thì gọi mình nhé, 0984514163 nhé. Thật là tuyệt vời, hào tự nhiên đấy. Mình ăn thôi. Nếu mà có tương ớt nữa thì chấm tương ớt nữa nha, còn không thì cứ để như này ăn cho nó tự nhiên này. Chấm muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh nó lại mặn quá. Bỏ ít muối thôi. Nào. Quay cái con chứ quay cái mặt nó chứ. Đây, mặt hâu rồi. Mặt của con khác luôn. Con này tất nhẹ nhàng này. Chúng tay tất tất. Con này luộc chín quá này. Những cái con nào mà nở mặt rồi là luộc chín quá. Luộc chín quá thì nó mất nước, nó mất ngon. Nhưng mà theo sở thích của khách hàng nhà tôi cho nên là luộc đấy, luộc chín quá nó khô. Ngon lắm. Để nó nguội đi đây. Nè, một cái con không mở mặt nhá. Đấy, tôi là thích ăn cái loại này, không mở mặt này. Đi. Loại này mở ra nó đang còn vừa chín tới, hơi hơi có tí nước bên trong, ăn rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Ây da, nóng quá. Úp là đây. Đấy, còn có tí nước các hẳn đúng không ạ? Ngon nha. Được chưa? Thật là tuyệt vời.